Hello, mến chào tất cả các anh em. Trong nội dung cái video của ngày hôm nay thì bên shop Hùng Mạnh sẽ xin giới thiệu đến anh em tất cả những cái mẫu bộ đồ bảo hộ bắt ong bổ vẽ, bắt ong đất, bắt ong dế đó. Thì bên em Hùng hôm nay về rất là nhiều, mọi người thấy này, toàn bộ là bộ áo bảo hộ bắt ong nhé. Đằng trên là bắt ong mật này, đó, mũ cao bồi này, bình khói. Phía dưới là có bao gồm là tất cả những cái mẫu từ hàng phổ thông cho đến hàng đắt tiền, mọi người ạ. Từ bên em Hùng thì có cả các cái dòng bạt, ví dụ như là bạt 400 này, bạt 550 này, hàng cao cấp này, đó. Đây là những cái loại mà mọi người có thể thấy, đây là những hàng đơn giản, đó. 400 này, 550 này, đó. Như này là 550 này, đó. Mọi người thấy không ạ? Và cao cấp hơn một tí thì có vải bò này, đó, mọi người thấy không ạ? Đây là có vải bò này. Hàng này là 1,5 triệu mọi người nhá. 1,5 triệu này. 400, 550. Đó. 400, 550 là 1,5 triệu. Đây là ba cái mẫu mà em Hùng bán xưa nay, nhưng mà hôm nay này bên em về rất là nhiều những cái dòng đó, mọi người sẽ thấy này, dòng những cái dòng tiền triệu đúng không ạ. Đây là những cái bộ hộp cao cấp đánh từ hàng của nội địa bên Trung, mọi người nhá. Đây là hàng nội địa bên Trung này, 100% là vải dàn di, mọi người nhá. Vải dàn di này thì có những cái lưới rất là thoáng đó, và bên trong ấy thì có bao gồm cục sạc dự phòng này, bao tay này, kính chống ong đái này, và mặt nạ chống độc, mọi người ạ. Đây là những cái bộ hàng cao cấp ở bên em Hùng vừa mới về này. Đó, rất là nhiều mẫu, từ nó giá dao động ở bên em Hùng ấy, em công khai luôn ở trên này là giá những cái bộ này nó dao động từ 1,000,000 đến 1,7 triệu, mọi người thấy không ạ? Cái bao bì nó khác nhau mọi người nhá. Đây này, 1,7 triệu này, đó, 1,5 triệu này, 1,5 triệu này, đây là 1,3 triệu này, còn có lại này là 1 triệu này, mọi người này này, bốn loại mọi người nhá. 1,3 triệu, 1,5 triệu và 1,7 triệu, đó, bốn loại. Thì nó mỗi một loại thì nó có một cái đặc điểm riêng đó, tùy vào cái điều kiện của anh em thôi, thì mình có thể là lựa chọn làm sao mà nó phù hợp được không ạ. Đây em Hùng sẽ mở hết tất cả những cái mẫu mà bên Hùng em Hùng có ra cho mọi người lựa chọn được không ạ. Đó, hàng 1 triệu này mọi người nhá, hàng 1 triệu này, đó, hoàn toàn khác nhau này, đó, hàng 1 triệu nhá mọi người nhá. Đây là hàng 1 triệu này, 1,3 triệu này mọi người này, 1,3 triệu này, 1,3 triệu này, đó, 1,5 triệu này, à, 1,5 triệu này, đó, rất là nhiều dòng luôn, công khai giá luôn cho anh em nhé, 1,5 triệu này, và 1,7 triệu này, hàng cao cấp nhất ở bên em này, đó, em Hùng có thể cho mọi người xem này, đó, hàng cao cấp nhất ở bên em, nó giống như kiểu một cái ba lô luôn, ở đây là cái dây này, có dây kim quay đeo này để anh em đi rừng này, đó, có thể đeo vào, đây là như kiểu một cái dây ba lô, đó, đây, hàng 1,7 triệu, hàng cao cấp nhất đây. Anh em chuyên dây của nó ok đúng không ạ? Đây là dây này, đó. Mình đeo giống kiểu ba lô đi, như kiểu cặp sách đi học ấy. 1,7 triệu anh em nhé, đó. Thì em Hùng sẽ chọn một bộ mẫu riêng nha, và em Hùng sẽ chia sẻ cho mọi người tất cả những cái phụ kiện có trong một cái bộ đồ, đúng không ạ? Bây giờ em lấy cái bộ 1,5 triệu ra em chia sẻ cho mọi người nhé. Hai bộ này thì nó hơi giống nhau một tí, nhưng mà em Hùng trong cái video này em Hùng sẽ chia sẻ cái bộ 1,5 triệu, đúng không ạ? Đó, tất cả luôn, 400, 550, đó, 1,3 triệu, 1,5 triệu, cao cấp vải bò 1,5 triệu, và hàng cao cấp nhất là hàng vải dàn di màu xanh kia là giá 1,7 triệu, đó. Thì đây mọi người có thể thấy nhá, khi mà anh em lấy một bộ đồ này về, đó, có trọng lượng tùy từng loại, nhưng mà có hàng thì từ 1,5 cân, 2,5 cân cho đến là 3 cân, và 3,5 cân cho đến là những cái bộ đồ 5 cân mọi người ạ. Thì đây, bộ này là bộ lưới, chất liệu là lưới 3D anh em nhé, chất liệu là lưới 3D, thì nó bao gồm những cái phụ kiện đi kèm, anh em có thể thấy này, thứ nhất đấy là mặt nạ chống động này, đó, thứ hai đấy chính là bao tay sơ cua này, đó, thứ ba đấy chính là sao, cục sạc dự phòng, và thứ tư đấy chính là kính chống ong, thứ năm đó, 5 món nhá. Mỗi một bộ đồ này thì bên em Hùng là có 5 ngón đúng không ạ, cho tất cả anh em lựa chọn này, đó, để gọn nó sao ở bên đây. Một món này, mặt nạ chống độc cho anh em này, thì khi mà anh em đi làm ấy thì làm ong thì cái nọc độc của con ong ấy nó rất là độc anh em ạ, nọc độc của con ong nó rất là độc, nên là tất cả những cái phụ kiện mà nhà sản xuất tặng hoặc là nhà sản xuất bỏ vào trong cái áo này thì anh em tốt nhất là anh em phải sử dụng hết đúng không ạ, tốt nhất là anh em sử dụng hết, bởi mỗi một cái vật tư thì nó có một cái công dụng khác nhau. Ví dụ như bao tay này là bao tay sơ cua cho anh em này, bao tay sơ cua mình có thể là đeo thêm vào
còn bao tay này là bao tay da liền rồi, 100% là ong không tấn công được rồi. Còn cái này là mặt cái kính để chống ong đái này, khi anh em mà trèo cây hoặc là anh em bắt ở những cái tổ ong nó lớn ấy đó, ong vồ vẽ hoặc là ong đất ấy, nó nọc độc cũng như là nước đái nó rất là độc, thì anh em đeo kính vào đó, đeo kính vào thì sẽ tránh được là ong nó đái trực tiếp vào mắt đó. Nhiều anh em đi làm không đeo kính là về bị hoa mắt, mờ mắt, thậm chí là vài ngày luôn là nhìn không thấy gì luôn, kiểu như nó mờ luôn. Còn đây là mặt nạ chống độc này, chống tất cả những cái nọc độc của ong này nó đái vào này. Thì anh em cái cách đeo thì nó là rất là đơn giản, anh em nhìn cái đầu này nhá, nhìn cái đầu này thì đầu này là đầu thở phía trên đó, anh em đeo cái này vào, đúng không ạ, đeo cái này vào, đeo cái mặt nạ vào đó như này nhá anh em nhá, đúng không ạ anh em ạ, đây là mặt nạ chống độc này đó, thở lên trên này, đúng không ạ, đó mặt nạ chống độc. Tất cả những cái phụ kiện đi kèm ở cái bộ đồ cao cấp này thì hôm nay em Hùng sẽ chia sẻ cho tất cả anh em. Và đây một cái món mà bên em Hùng có đặt nhà máy sản xuất mọi người nhá, là có kèm cả cục sạc, sạc dự phòng cho anh em khi mà anh em cắm quạt đó. Những cái bộ này thì hoàn toàn là có quạt, tất cả những cái hàng mà em Hùng báo giá thì bộ nào cũng có quạt mọi người nhá, bộ nào cũng có quạt. Đây bộ đồ nó như này đây anh em nhá, nhìn cái túi này, cái túi nó khác nhau này, 1.3 với 1.5 đâu, là túi hoàn toàn khác nhau anh em nhá, túi hoàn toàn khác nhau này. Đây mọi người có thể túi này, đấy túi nó như này này, túi nó rất là mềm này. Và đặc biệt này, áo thì là chất liệu 100% là hầu như là vải 3D mọi người, anh em thấy không ạ, vải 3D hết đó, tất cả là vải 3D đó, anh em nhìn thấy không, vải 3D nó rất là mềm, mặc thì đảm bảo là nó thoát khí ra thì anh em sẽ không bị nóng. Đằng trên này, giới thiệu từ trên xuống dưới anh em nhé, đằng trên này là cánh quạt, được không ạ? Quạt quay thì khi anh em sạc cái cục sạc này vào này, mình sẽ cắm vào bên trong, được không ạ? Mình sẽ có bên trong có dây và cắm. Và trước mặt đây thì có một cái lớp gọi là lớp gần như là lớp meca ha, thì nó sẽ che tất cả những cái nọc độc của ong này đó, nó ong nó sẽ không đái được vào trong này. Và bên trong cái lớp này thì sẽ là một lớp mắt cáo, được không ạ? Lưới mắt cáo dạng bé, và bên trong thì nó sẽ phồng ra, và thêm một lớp lưới nữa bên trong cùng để cho tránh tất cả những cái nọc độc nó không phun và không đốt xuyên qua được anh em ạ. Đó. Và bây giờ là sẽ là đến cái phần là khóa, thì cái áo này nó sẽ có hai lớp khóa này anh em nhá. Có hai lớp khóa này, đó. Trải ra cho anh em xem. Đây nó có hai lớp khóa. Một lớp khóa bên trong, một lớp khóa bên trong này này, và một lớp khóa dính bên ngoài. Khóa bên trong thì em kéo từ dưới kéo lên này, đó, kéo từ dưới kéo lên đúng không ạ? Khóa bên ngoài sau khi kéo khóa bên trong thì mình sẽ dính lại. Chất liệu này, bao tay này, bao tay là bao tay liền luôn anh em ơi. Bao tay là bao tiêu rất là dày luôn để bắt ong đất này. Nó rất là dày luôn và bao tay liền luôn, lưới là lưới 3D này mọi người này. Đó, thấy không ạ? Lưới này 3D rất là chắc chắn, ủng cũng thế nhá. Ủng cũng thế đấy, ủng liền quần này. Đó, được may rất là chắc chắn. Đây là tem mác của công ty luôn này. Đó. Và đây là chọn size nhá, anh em có thể là chọn size to hay size bé dựa vào cái chân ủng này nhá. Liền luôn. Bây giờ em Hùng sẽ mặc thử cái bộ áo này vào và sẽ trải nghiệm cùng anh em. Ở trong những cái video đi trực tiếp ấy thì em Hùng cũng có quay những cái bộ đồ đúng không ạ? Những cái bộ đồ hàng trung bình cũng như hàng cao cấp, thì mọi người đăng ký kênh nhá, ủng hộ shop Hùng Mạnh nhá, để theo dõi những cái video mà em đi trực tiếp, đi quay trực tiếp ở trên các cái tỉnh, ví dụ như Yên Bái hoặc là ở trên Thái Nguyên mọi người nhé. Đó, nên em Hùng sẽ thường xuyên cập nhật những cái video mới nhất về các cái bộ đồ này cho anh em. Mình sẽ tùy vào cái điều kiện được không ạ, và mình đã lựa chọn cái bộ đồ làm sao mà nó phù hợp, kể cả là 400-500 hoặc là anh em nào mà đi bắt chuyên nghiệp thì có thể là quan tâm tham khảo đối với những cái bộ đồ cao cấp này. Mặc cái cách mặc nó rất là đơn giản anh em ạ. Đó. Mình bỏ quần trước, cho cái chân thuận vào trước, sau đấy thì cái chân trụ sẽ bỏ vào cái ống còn lại. Tay thì cũng thế, tay nào thuận thì anh em mặc trước. Bộ này là nó là kiểu dạng lưới nha anh em nhé, dạng lưới 3D đi là nó rất là co giãn. Đó anh em thấy không ạ, nó rất là co giãn, mặc nó rất là thích này, vận động thoải mái này anh em ạ. Này nhìn này, đó, vận động thoải mái. Cái bộ này thì hoàn toàn là bằng lưới này, thiết kế này, có mọi người thấy không?
lưới là ủng thôi, còn trên này là lưới 100%, hầu như là lưới 100%, xung quanh là con nó chỉ có đai thôi. Thiết kế nó rất là chắc chắn này, nó 100% tất cả các loại ong không xuyên qua được. Em Hùng là cam kết với mọi người nhá, cam kết mọi người 100% tất cả các loại ong không xuyên qua được. Tại vì cái này là lưới, dạng lưới nhưng mà nó rất là dày và nó rất là nhiều lớp này anh em này. Thấy không ạ, bao tay là bao tay rất là chắc chắn. Đó, chân ủng này, đi này, mình trèo cây này. Và mình trèo cây và mình bắt ong ở trên cao, mình đào đất rất là ok. Nuôi ong cũng rất là quê. Đây em Hùng sẽ cho đồ vào. Đó, anh em thấy không ạ? Rất là dễ dàng luôn. Và sẽ kéo khóa, và kéo khóa từ dưới kéo lên được ạ. Đây, kéo khóa từ dưới kéo lên, đảm bảo được là ong nó sẽ không chui qua, không chui vào được anh em ạ. Đây, kéo khóa kịch lên cái này. Và chia sẻ một tí với anh em ở trong này nhá, thì nó sẽ có dây để cắm phạt dự phòng. Thì anh em lưu ý là mình sẽ để cục sạc dự phòng bên sau này. Bên sau này nó sẽ có một cái túi để mình bỏ cục sạc dự phòng. Mà trên đỉnh đầu này, trên đỉnh đầu này sẽ có một cái định hình cái mũ để cho anh em làm sao mà định hình lại. Mình buộc xuống cái cổ này để cho khi mà mình trèo lên cây lên cao này này, đó, mình có ngửa lên ngửa xuống thì cái mũ này nó sẽ không bị lệch đúng không ạ. Đây, cái mũ này trong này là nó sẽ như này đấy. Đó, anh em thấy không ạ? Có dây để cho anh em thắt lại nhá. Đó, như một cái mũ luôn. Đó, được không ạ? Em Hùng làm video ngắn nên là em Hùng sẽ chia sẻ hết những cái mà cái cách mà mặc cũng như là cái cách sử dụng cái bộ đồ này đúng không ạ? Anh em lưu ý nhá. Trên này nó sẽ có một cái gài đúng không ạ? Có một cái gài mũ đó, anh em thấy không ạ? Đó. Thì anh em mặc như này thì đảm bảo là ong sẽ không tấn công được vào tất cả những cái mặt đó. Và đặc biệt là mình làm nó thoải mái. Đó, cục sạc dự phòng cắm vào và mình khóa chít lại. Đó, người thấy không ạ? Rất là thoải mái luôn. Mà đi bắt ong này, đi khai thác ong ở trên rừng này. Đó, anh em đào đất, em trèo cây thì vô cùng vô tư. Bên em Hùng thì có địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đó, anh em nào mà mình ở gần đây có thể là qua xem hàng và lấy hàng. Nếu mà mình ở xa thì có thể là đặt hàng và bên em Hùng gửi xe đi. Anh em nhận hàng tại nhà, đúng không ạ? Nhận hàng tại nhà sau đấy thanh toán cho nhân viên bưu điện. Số hotline Hùng để bên phía bên tay phải của màn hình của mình nhé. Anh em có thể là liên hệ và bên em sẽ tư vấn chuyên sâu hơn cho mọi người những cái bộ đồ mà nó vừa với túi tiền, đúng không ạ? Và vừa với cái nhu cầu thực tế của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Hello.